Chào mừng 500 tỷ, anh em đã quay trở lại Vedatech. Mình là Supel, anh Hải vẫn như mọi khi. Tiếp tục series tai nghe True Wireless. Thì hôm trước chúng ta đã được chứng kiến chiếc tai nghe Redmi Buds 3 Pro và có cả Redmi Buds 3 Lite rồi. Một chiếc tai nghe đắt nhất trong cái series Redmi Buds 3 năm nay là anh cả với mức giá 1 triệu rưỡi. Và một chiếc tai nghe ở dưới cùng là đứa em út giá rẻ nhất là 490.000. Thì hôm nay đứa con thứ hai, đứa con bị ruồng bỏ nằm ở giữa chiếc Redmi Buds 3 không Pro và cũng không Lite. Thì như thế nào? Hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn chiếc tai nghe này với mức giá là 1.190.000. Thì nó ra ngô ra khoai như thế nào? Ngay sau intro nhá. Như mình vừa nói lúc nãy thì mức giá của nó loanh quanh hơn 1 triệu một tí. Và các bạn thể tham khảo tại 7S, sẽ có link dưới phần mô tả video. Đến nơi đọc pass bạn giúp heo. Thì với cái mức giá như thế này, chúng ta có chiếc tai nghe như thế nào? Thì đây là cái điều đầu tiên mình thấy hơi lạ về cái thiết kế của tai nghe Xiaomi năm nay. Đó là mặc dù cùng series Redmi Buds 3, nhưng mà ba chiếc tai nghe nó như kiểu là từ ba bà mẹ khác nhau vậy, kiểu cùng cha khác mẹ, có khi là cùng cha khác nội luôn. Nó không liên quan một cái gì nhau cả, ba chiếc tai nghe khác nhau hoàn toàn. Chiếc Redmi Buds 3 Lite thì là tai nghe kiểu dạng hoạt động in-ear, hộp sạc nhỏ nhỏ xinh xinh. Còn chiếc Redmi Buds 3 không Lite thì nó lại có hộp sạc màu trắng, trong kiểu nó vuông hơn một tí và làm phẳng phẳng các cạnh như này, và nó lại tai nghe gọi là đặt lên tai, nó là kiểu dạng earbud on ear vậy, chứ nó không phải là in-ear. Nó giống hệt với thiết kế của AirPods, nó không giống một cái gì anh em của nó cả. Thế nên rằng cái đánh giá của mình nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Anh em đừng nghĩ rằng là hôm trước ông Rufio review con Redmi Buds 3 Pro ngon đấy, con Buds 3 lại ngon đấy, thì chắc con Buds 3 ngon không? Chưa chắc. Đây, hãy cùng nhau nhìn xem cái tai nghe như thế nào. Đầu tiên là cái hộp sạc thì chúng ta có một chất liệu là nhựa bóng. Nhựa này thì rất là bóng luôn. Cái kiểu nó hơi kiểu dị dị một tí. Nó không tròn hẳn, nó không vuông hẳn. Mình không biết miêu tả như thế nào. Nó như kiểu một hình vuông, bo tròn là tất cả cạnh nó lồi ra một tí. Và nó kiểu làm phẳng phẳng ở mép này, nó không phải phẳng hẳn đâu. Cái đường phẳng nó vẫn lại hơi cong cơ, và không thể đặt được như thế này. Các bạn đặt lên mặt bàn nó tự đổ xuống, thế là thiết kế nó hơi bị dị dị. Tức là tôi lấy cảm hứng từ AirPods Apple đấy, đúng. Nhưng mà tôi phải cố tình làm khác một tí để khỏi bị người ta chê là đạo trích. Không, nhưng mà nó đạo trích thật. Đây, các tai nghe bên trong các bạn nhìn không? Trông nó chảy khác với AirPods này. Easy luôn. Mỗi tội là cái bên ngoài nó phẳng hơn một chút, mà nó có cái lỗ đen đen ở bên ngoài là lỗ micro thôi. Còn lại trông nó easy đúc. Chiếc AirPods các bạn đeo ra đường thì rất là nhiều người sẽ nhầm rằng đây là AirPods. Yeah! Cái lớp nhựa bóng của hộp sạc này thì khá là ok. Nhìn nó sang xịn mịn, sang chảnh ấy, nhưng mà cảm giác là nó khá là bám kiểu dạng lông tóc, cả sợi vải dính lại khá là nhiều. Và bản lề của chiếc tai nghe này, mình cảm giác rằng những cái cạnh vẫn còn hơi sắc, và khi các bạn cầm cái bản lề cọ quậy một chút như này, bạn sẽ thấy rằng nó hơi có độ dơ. Cơ mà nói như vậy thôi, vẫn còn tốt hơn 69 lần so với bản lề tai nghe của hãng Bờ làm bằng dây nịt rồi. Thế nên rằng mình không chê gì cả, 1 triệu như này là ok. Di chuyển ở mặt phía trước, chúng ta sẽ có một đèn LED báo hiệu đang kết nối là đang sạc, và nút bấm để kích hoạt chế độ pairing Bluetooth. Và cạnh dưới là cổng USB Type-C. Đương nhiên là 2022 mức giá hơn 1 triệu mà không dùng cổng Type-C nữa mà tự hủy. Tiếp theo hãy nói về cái tai nghe này. Chắc chắn đúng không? Các bạn nhìn ngay là nó giống AirPods 2 của Apple. Thiết kế rất là lấy cảm hứng của nhà táo. Và cái đuôi tai nghe như mình nói nãy là thay vì hình tròn thì làm hơi kiểu phẳng một tí. Và mặt sau hộp dinh này sẽ có một cái chỗ lõm lại là để cho các bạn nhớ rằng đây là chỗ kích hoạt cảm ứng. Và có cái micro màu đen đen ở trên. Cái chất liệu của tai nghe này nó cũng là nhựa bóng giống với cả cái vỏ hộp sạc. Và trông thì nó sang xịn mịn, nó sạch, chảnh đấy. Nhưng mà để lâu trong túi quần hay là trong hộp sạc nó sẽ bám được lại khá nhiều kiểu dạng lông với tóc vậy. Thế nên rằng anh em dùng tai nghe này nhớ lau nhiều. Cơ mà nếu các bạn dùng AirPods rồi các bạn thấy quen ở nhà ngay. Và cảm giác đeo thì rất là thoải mái. Đeo nhiều giờ đồng hồ sẽ không gây khó chịu gì cả. Rất là dễ chịu bởi vì nó chỉ là on ear, đặt lên tai thôi. Cơ mà mình nói trong rất nhiều video rồi, tai nghe không phải tai nào cũng giống nhau. Mỗi người một tai, thế nên rằng chưa chắc mình đeo ngon các bạn lại thấy ngon. Cơ mà nếu các bạn đeo thử AirPods của Apple rồi, nghe cả kiểu EarPods ngày xưa thì các bạn thấy rằng thiết kế này nó easy luôn. Các bạn đeo cái tai nghe như vậy cảm thấy ok thì chiếc tai nghe này cũng sẽ thấy ok. Nó thoáng tai, nó nhẹ nhàng, nó dễ đeo. Cơ mà nếu người nào mà cảm giác kiểu tai nó hơi gồ ghề hay tai nó không bình thường một chút ấy, thì đeo cầm vào, nếu mà cái nhựa này nó cạ vào tai sẽ rất khó chịu bởi vì không có tiết cao su gì cả. Bên trong hai cái tai nghe này có một cái mà Xiaomi vỗ ngực khoe rất là to, đó là chúng tôi có driver lên 12mm, dài âm bass cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà mình nghe thì chả thấy bass đâu. Vì sao? Vì nó không có tích cao su, nó không siêu kín lỗ tai. Driver to đấy, nghe âm thanh ok. Đúng, âm thanh ok, chúng ta mình nói kỹ sau. Nhưng mà cái dài âm trầm quảng cáo rất là hoành tráng, nhưng mà chả thấy dài âm trầm đâu. Vì nó không siêu kín lỗ tai. Kiểu đứa con ở giữa ấy, nó không kiểu dạng là to cao cơ bắp như thằng anh, mà nó cũng không kiểu khéo léo khôn ngoan như thằng em. Nó kiểu đứa con bị ruột bỏ ấy. Nên là giảm trầm mình nghe chưa thấy ngon. Cơ mà tiếp tục nói về cái chiếc tai nghe này, chúng ta có công nghệ Bluetooth 5.2 này, rất ok này. Có dung lượng pin trên nhà sản xuất là 35 mAh một bên.
và mỗi lần sạc đầy sẽ nghe được 5 tiếng và kết hợp cả ổ sạc chúng ta có thể sử dụng tối đa là 20 tiếng và có kháng nước kháng bụi nhẹ IP54. Còn về các cái trải nghiệm sử dụng thì rất là hay, cái phần mềm Mi Buds Mate ở trên Play Store nó nhận diện chiếc tai nghe này và các bạn thể tùy chỉnh một số cái tính năng chạm ở trên tai nghe để cho nó phù hợp nhu cầu từng người. Còn nếu mặc định thì các bạn sẽ nhấn giữ để play pause và khi các bạn bỏ một chiếc tai nghe ra nó sẽ có tự động play pause luôn, cũng khá là tiện cơ mà như này. Khi bạn đeo hai chiếc tai nghe, các bạn đang xem YouTube mà các bạn muốn nói chuyện một ngày đó thì các bạn muốn kiểu bỏ chiếc tai nghe ra để nghe trong tháo một bên tai mà các bạn vẫn muốn nghe hay là các bạn vẫn muốn xem YouTube chẳng hạn, các bạn chỉ cần bỏ một bên ra rồi là play nó pause lại. Tức là thường thường những chiếc tai nghe có giá cao hơn một chút thì mình đã làm quen với kiểu trải nghiệm là khi các bạn xem video, các bạn bỏ bên tai nghe ra nó vẫn nhận diện là bên này vẫn đang nghe thì cùng lắm là dừng nhạc ở bên tai phải hoặc là thôi cứ kệ nó, khi nào bỏ cả hai tai nghe ra thì mới pause. Nhưng mà không, chiếc Redmi Buds 3 này thì bỏ một bên tai nghe ra kể cả tai nghe đang trong tai nó vẫn sẽ pause video lại. Nhưng mà được cái là nó cũng nhạy, cái cách xử lý cái tính năng này nó hơi buồn cười một tí thôi, nhưng mà được cái là rất nhạy, bỏ ra phát là pause và đeo lại phát vào là play tiếp, rất là ok. Cơ mà đấy thì anh em bỏ bên tai nghe ra rồi thì nhớ là phải bấm lại play ở trên điện thoại bởi vì bỏ một chiếc tai nghe nó cũng pause luôn. Còn về trải nghiệm sử dụng tổng thể thì mình thấy rằng đeo thoải mái này, các cái thao tác chạm thì nó khá là nhạy, độ trễ thấp này, sử dụng ok này. Chất lượng âm thanh thì nó như mình nói nãy là cái giải âm trầm thực sự là chả thấy đâu cả. Nó không thể nào làm thỏa mãn lỗ tai của mọi người được, nhưng mà nói chung là các bạn nghe tạp thì ok. Mình thấy cái giải mid và giải treble nó không bị gắt và âm lượng mặc dù để khá lớn tận 80%, cả giải low mid và giải high mid cảm giác nó trung tính, nó dễ nghe, nghe tạp được và treble trong trẻo tách bạch, nhưng mà nghe nó không đã, thực sự thế, bởi vì giải âm trầm thì thấy nó gọi là giống như mình nói hôm trước trên video về chiếc Redmi Buds 3 Lite ấy. Thì nghe chiếc Redmi Buds 3 Lite kiểu quẩy bổ củi, nhạc hay đấy các thứ, kiểu feel thì mà nhạc được. Còn đeo chiếc Redmi Buds 3 này vào thì còn kiểu nghe đúng không? Nhạc cũng được, nghe tí thôi cho biết thôi. Nhưng kiểu đấy, cái cảm xúc nó sẽ khác nhau. Bởi vì chiếc tai nghe này nghe nó không đã, nó nghe thảm ok. Vậy thì sau cùng chiếc tai nghe này nó dành cho người dùng như thế nào? Các bạn muốn một chiếc tai nghe đến từ một cái thương hiệu mà các bạn cảm thấy quen biết, cảm thấy yên tâm. Xiaomi, ok, thương hiệu rất là legit. Các bạn muốn có một cái thiết kế nó gọi là hơi đặc dị một tí, nó vừa giống AirPods lại vừa khác AirPods, màu sắc thiết kế nó trung tính, nó dễ dùng, tai nghe đặt lên trên lỗ tai chứ không có thích cao su vì các bạn đeo các bạn cảm giác ra mồ hôi, các bạn thấy bí, các bạn thích kiểu đặt lên lỗ tai kiểu AirPods và các bạn nghe tạp ok thì chiếc tai nghe làm được. Chứ còn sự thực thì mình thấy nó không có một cái gì ấn tượng gì cả, nó không có sạc không dây như chiếc Redmi Buds 3 Pro, nó cũng không có cái chất lượng âm thanh đáng ấn tượng như chiếc tai nghe nào mà có tiếp cao su. Thực sự mình thấy đây là một chiếc tai nghe nó không có gì để chê mà cũng chẳng có gì đáng khen cả, nó một chiếc tai nghe rất là bình thường. Trong cái tầm giá 1 triệu mốt thì mình nghĩ rằng nếu các bạn xác định được các bạn cần những chiếc tai nghe như thế nào, các bạn cần chất lượng âm thanh làm sao, các bạn cần thiết kế như thế nào thì sẽ có nhiều lựa chọn cho các bạn hơn. Nhưng còn các bạn muốn kiểu dạng không muốn suy nghĩ nhiều, tôi muốn chiếc tai nghe Xiaomi đi, thực hiện legit, dễ nghe, dễ đeo, nghe tạp tốt, nó không làm được cái gì tốt cả mà nó không tệ một cái gì cả. Thời lượng pin ok, cảm giác đeo dễ chịu, thoải mái, chất lượng mic cũng thể nói là hoàn toàn ok. Để mình cho các bạn nghe sau và thiết kế nó cũng rất là bình thường. Thì đây là chiếc tai nghe như vậy, một chiếc tai nghe của Xiaomi, đứa con nằm ở giữa, đứa con thứ hai, nó rất là bình thường như cân đường hộp sữa, nó không có gì đặc biệt cả. Redmi Buds 3. Nếu thấy video hay lại một like, subscribe. Còn nếu muốn xem hai chiếc tai nghe khác ngon hơn thì click trên góc này để xem video về Redmi Buds 3 Lite và Buds 3 Pro. Thì sẽ gặp lại các bạn trong nhiều video công nghệ khác. Xin chào anh em, peace.